Rồi, hello các bác. Nay kênh âm thanh Đặng Duy Audio xin test câu âm ly đề nông AVR1611. Trước tiên thì mời các bác xem qua cái hình thức của em đó. Đây, con này mặt mũi đẹp nha các bác. Đèn đuốc sáng trưng à. Rồi máy về thì bị bể cái núm volume. Em đã thay cái núm khác tương đương. Đấy, các bác nhìn kỹ giùm em. Đấy, tên tuổi của em đó. Rồi còn lại là đẹp hết. Đấy, các bác thấy rồi. Không chảy xước gì luôn à. Trên mặt máy thì nó có ba cái phần này là quick select, là chọn nhanh đó các bác, chọn nhanh cho từng một cái ứng dụng. Nếu các bác đã vô menu setup, các bác cài nó như một bộ nhớ vậy đó. Một cái setup nó lưu vô trong một cái phần quick select này, hai ba phần. Còn các bác để bình thường mặc định thì nó vẫn cứ lưu bình thường, các bác không cần phải bấm ba cái này làm gì, nó tự động nó nhớ vào máy rồi. Và em cũng đã setup cơ bản hết rồi. Đây menu setup. Menu setup. Này em đang test HDMI nên nó sẽ đó xuất hình ảnh lên trên màn hình như này nha các bác. Em setup đầy đủ rồi. Con này thì cũng đủ công nghệ để các bác chơi audio, phần audio adjust rất là hay. Tông bass chép nè. Audition setting là cho phép tắt mở equalizer. Tắt mở equalizer. Rồi manual equalizer. Đấy, manual. Có tất cả 9 cần equalizer nha các bác. Đấy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bật nó ra. Bật nó ra. Rồi tiếp theo là phần restore, phần nâng tiếng. Phần này quan trọng nha các bác. Nâng tiếng đặc trưng của đời nông. Nó cũng giống Lusnet của Pioneer. Đó, nó có ba cái mode, ba chế độ. Em đang tắt đây, off đây. 1 2 và 3. Tiếng nó rất sáng lên nha các bác. Rồi, đó, nó chủ yếu là quan trọng mấy cái phần đó thôi. Manual setup là setup về loa, đó, speaker HDMI. Cái này HDMI thì nó có ARC nha các bác. Chơi một sợi dây thôi từ TV xuống. Rồi, em cũng đã setup đầy đủ cho các bác hết rồi. Đó. Đây, trên màn hình đây. Trên màn hình. Các bác nhìn kỹ. Đây. Đó, đây, HDMI nha các bác. Đó, HDMI. Em đang tải HDMI. Tín hiệu số PCM Digital. Có nâng tiếng restorer đó. Nó hiện rõ đây. Chơi hai kênh stereo qua đường DVD HDMI DVD. Rồi đi cùng em đó là cây remote đèn ông. Cây này là setup full chức năng hết. Không thiếu một cái gì hết nha các bác. Hai đa kênh multi CH stereo là tất cả 5 kênh stereo. Con này nó có real chơi hai kênh Scrobat này nha các bác. Còn mặc định của nó sẽ là 5.1. Một nút nhấn quay về stereo. Đấy, tắt mở chế độ nâng tiếng restore. Đầy đủ các chế độ hết ạ. Rồi tiếp theo là phần trên máy. Đây, em quay chi tiết rõ ràng. Nắp máy đẹp hết, không chơi được gì. Cạnh máy luôn cũng đẹp luôn ạ. Hai bên cạnh đây. Rồi quá đẹp. Bên này luôn ạ. Rồi tới phía sau nha các bác. Phía sau em đó. Đây cổng quang. Đây là cổng quang. Đây câu seal. Rồi bên này là dãy HDMI 1, 2, 3, 4 đường vào. Và HDMI out ARC đây các bác. Cái này đời cao, đời 2011. Các cọc loa chơi sub điện đây. Đây dưới đây là sub điện nha các bác. Subwoofer real sub điện. Rồi cuối cùng là tên của em đó. Đây đèn ông AVR1611, điện 100V, công suất 360W.
Con này thì em đang bán với cái giá là 3 triệu nha các bác. Rồi bác nào yêu em đó thì alo hoặc inbox cho em. Số điện thoại 0799100001, em sẽ trả lời sớm nhất ạ. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của em. Bye bye các bác.